nha mọi người. Thì bây giờ Hương đang có mặt trên một chiếc xe buýt thì chuẩn bị đi đến cái hành trình đi Sapa của vợ chồng mình nha. Đây là chuyến xe mình sẽ đi tìm xe nha. Đây, số giường của mình là 14. Mọi người nhìn đi. Trời ơi, trời ơi, nó nói là rất là đẹp luôn nha. Mà cái này có thể đủ, cái khoang này có thể đủ cho cả hai vợ chồng mình có thể ngủ nghỉ ngơi là cái gì đó. Rất là ok. Mình sẽ quay tiếp luôn để có cái hành trình đi Sapa và như thế nào quay nó cho mọi người cùng coi nha. Hello mọi người. À, bây giờ mình đang đến cái này không? Phan Xipan. Mình đang lên trên đỉnh Phan Xipan nha mọi người. Thời tiết của Sapa hôm nay thì rất là lạnh. Lạnh nhưng mà cũng không phải gọi là lạnh lắm. Quay vòng vòng. Đây nha mọi người. Ở đây là ăn món này cho nó đỡ đói tại vì sáng trên này đó. Trên này rất là lạnh nên là phải ăn những đồ nóng đồ lướng này cho ngon này. Cho chị tôi ngớp con này. Ừ, tôi ngớp chưa. Cái đúng này hả? Đó. Ủa. Lấy thêm hai cây nữa. Quay đi. Đây đây cho đưa chị đi. Đưa chị cái hũ đi cho riêng hũ khác đi. Đưa cái này đây nè. Cho cái đó là dùng cái hũ cho chị mượn cho tôi ngớp. Phải ăn thật nhiều tương ớt cho nó nóng người, chống lại cái lạnh của Sapa. Giờ này á, thích nó món lòng đá. Đây là những cái khu mà bán những cái đồ mà trên Sapa mà ai cũng biết. Thổ cẩm. Đồ gì? Thổ cẩm. Giờ tôi lố, tôi không biết là gì hết. Đây là đồ thổ cẩm. Đây chắc là con gái. Đây của những người Mông đây này. Đây bản địa. Em quay giống như là một cái hành trình đó hay không? Dạ vâng. Cái này giống hút bằng gì ngộ không? Hút bằng tre đấy. Mày mua có không? Có, kiểu gì ạ? Em mua gì? Đẩy tí nữa. Giờ em rất là lạnh luôn rồi, em bao nhiêu độ này? 15 độ gì ạ? Bây giờ là giờ chồng mình sẽ đi xuống cái chỗ mà gọi là gì, cáp treo đúng không? Đúng rồi, ga cáp treo chị. Ga cáp treo để đi lên trên chỗ tính nó bà nào vậy luôn. Phan Xipan. Em chụp hình, em chụp đi rồi em quay. Ủa em biết cái chỗ mà cái núi tắt lạnh đỏ cái đó gọi là gì cổng trời? Cổng trời. Chị có đi đó không? Có chị. Cái đó đẹp không? Đây nhà là tới nhà ga. Đây mình đến nhà ga cáp treo nha. Vâng, đây nhà ga chị ạ. Đây là khu nhà ga cáp treo này. Kéo xếp vào. Chưa có tay. Để xuống bàn kéo xếp vào. Đây nhà ga cáp treo nhá. Đây là người ta đang làm tòa tháp bằng ngô này. Chị đứng vào tòa tháp này đi, anh chị đứng vào tòa tháp này đi. Đúng không? Đây là nhà mình đang đứng ở tòa tháp bằng ngô nhá. Tháp gì? Tháp ngô. Bắt đầu bước qua trạm xuất vé của ga cáp treo này. Không có được chìm nữa. Đây nhà mình chuẩn bị vào trong cáp treo nhá.
À, ga cáp treo lên Phan Xipang nha. Không sao, ngồi đây để quay. Măng nha. Muốn là chim gì hả? Ủ tai đấy. Đây đáng nhẽ phải ngồi cái ghế. Dưới chân mình đây là đang là bản cát cát nhá, ruộng bậc thang này, mà hết mùa lúa chín rồi. Lúc xuống thì mình sẽ ít cáp, ít người hơn thì mình sẽ chọn được cái góc đẹp hơn của cái cáp treo. Nhìn thẳng xuống đấy, nhìn xuống đây. Được. 25 phút. Giờ đi cắt kèo phải không? Đúng. Mình đi là đi cả Hồ Chí Minh cũng được. Cũng là điểm để xem. Còn cái cổng trời bên kia kìa. Bên kia là cổng trời, cổng kính. Đúng rồi, cổng kính đang xây đấy. Cổng kính thứ 7 này nó khai trương miễn phí nhá. Cái gì đấy? Đây là món gì đấy? Nếp cẩm chua. Nếp cẩm. Anh Hiếu ơi, chưa đâu. Cái gì mà 4 ly. 4 ly đi. Bây giờ ông là mọi người ơi, mình đã ra lên. Nên đến ta đi xong cáp nha. Bây giờ là nhà mình bắt đầu chuẩn bị bước vào ga cáp treo, ga tàu hỏa. Ga tàu Phan Xipang nha. Tại đang trong nhà là nhiệt độ bây giờ hiện tại vẫn là 16 độ anh. Nhiệt độ bây giờ đang là bao độ anh? 15 độ cơ. Độ trên ga cáp treo trên đỉnh là 15 độ nhá. Thời tiết cực đẹp, ủng hộ cho mọi người nha. Ăn được không ạ chị? Trên lấy 4 ly đi. Đây là anh bán đồ trên ga cáp treo nha. Ăn ngon không chị ơi? Đúng rồi. Đặt cái này đó. Có nè. Hạnh không? Ừ. Bốn lấy đi. Đà, mình vừa lên đến hết cáp treo này, đang thưởng thức món bộ đồ ăn ở trên cáp treo nha. Cả nhà mình lên cáp treo có thể ăn thoải mái nha. Đồ ăn rất là ngon. Có túi không anh? Ăn luôn à? Chưa rồi. Chị ơi, tiền thừa này. Đây đây. Cứ từ từ anh ơi, tìm mua làm gì nhiều, trên đấy còn nhiều lắm. Mình cứ ăn tặng cái này đã. Đây là biển mây của Phan Xipang này. Thời tiết rất đẹp, nắng. Du khách lên rất đông. Mình lên Sapa tham quan tránh thời tiết sương mù ra. Đỉnh Phan chỉ đẹp có lúc có biển mây và thời tiết rất đẹp này. Anh Hiếu ơi,
chụp mấy bức ảnh vịn đây này, bắt cảnh núi rừng đây này. Đúng không? Biển mây có rồi. Hay lên cao tí nữa. Lên cao sợ đấy có bầu trời xanh ấy. Có. Nói à? Trên này xem mà. Cái này ai đi núi nổi à, đi thì nổi à. Đoạn nào? Anh ơi, đứng đoạn này có cảnh núi này. Đứng đoạn này đi. Đi không thể thao, thể thao không đẹp. Mệt không chị? Lạnh rồi. Gác tàu. Đây là mình đang tác nghiệp lấy một bộ ảnh đẹp nhất ở trên đỉnh Phan nhá. Vì hôm nay chọn đúng thời tiết đỉnh Phan đẹp nhất. Đây là quá trình chuẩn bị chờ tàu hỏa Phan Xipang nhá. Tàu để leo lùi lên đỉnh Phan nhá. Thì lúc xuống chúng tôi sẽ đi bộ xuống, mọi người sẽ được tham quan chiêm nghiệm nhiều cảnh hơn nhá. Nhà mình lên đỉnh nhớ trong quá trình đi qua từ ga cáp treo lên đến ga tàu hỏa Phan Xipang thì ghé qua quán nước nha. Sẽ được nhân viên quán nước phục vụ rất tiện tình này. Chào đón mời đồ nướng cơm lam rất là ngon nha. Đây là công trình người ta xây rất là vĩ đại và rất là quá trình mất công rất là nhiều nha. Tìm em tìm tư dưới rồi. Không được. Xóa bớt ảnh trong máy đi, dung lượng của em đầy quá. Tôi đang ở trên đỉnh Phan nha. Hành trình lên đỉnh Phan, chinh phục đỉnh Phan Xipang nha. Hiện tại là chưa leo bộ được nhưng mà chúng tôi đi tắt qua cáp treo với tàu hỏa. Má đúng hôi thuốc luôn á trời cái miệng kìa. Không được lợi dụng nữa. Nào. Một người tập vào như sắt tay nhau ấy, sắt nhau lên. Thôi thế thôi. Thế thôi, thế thôi. Người bé nhân kiến này. Đứng đứng xuống dưới là bằng nhau hay là đứng trên? Đứng bằng nhau đi. Anh đứng trên à. Người đứng trên, người đứng dưới này em đúng không? Anh đứng dưới đi, chị ôm vai ấy, ôm cổ ấy. Chị đứng ở bên trên ôm cổ anh cũng được. Ở đây đứng thế. Từ từ. Nghe sắp mưa rào rồi. Thò cổ ra đúng rồi. Rồi anh xuống trước đi cho chị chụp đi. Anh xuống đi cho chị chụp. Chị đứng xong là ngồi xuống. Đứng một kiểu đứng ấy xong ngồi xuống. Thấy được.